bạn thân mến. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại tất cả những nghệ sĩ đã tham gia trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 3. Đầu tiên xin giới thiệu những gương mặt rất đặc biệt từ nãy giờ chưa bước ra sân khấu. Đó là ban nhạc Hải Âu của nhà hát Hòa Bình. Xin quý vị dành một tràng pháo tay nồng nhiệt. Và bây giờ là những nghệ sĩ đã tham gia trong chương trình Duyên dáng. Xin mời các nghệ sĩ. Quý vị và các bạn thân mến. Và sau đây chúng tôi xin mời đại diện của các đơn vị đã tài trợ lên trao hoa cho các nghệ sĩ tham gia trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lên trang hoa cho các nghệ sĩ. Xin mời ông Nguyễn Công Khế, Tổng biên tập báo Thanh niên, trưởng ban tổ chức chương trình Duyên dáng Việt Nam 3. Kính mời ông John Min, đại diện công ty IBC. Kính mời ông Lê Linh, đại diện Seagram Việt Nam. Và đặc biệt, chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Anh, mẹ của liệt sĩ sinh viên Nguyễn Thái Bình sẽ lên trang hoa cho tất cả các nghệ sĩ trong chương trình hôm nay. Cảm ơn tất cả những tình cảm mà khán giả Hà Nội đã dành cho chương trình Duyên dáng Việt Nam 3 của báo Thanh niên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Duyên dáng Việt Nam 3 sẽ diễn liên tục tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô vào đêm mai thứ Bảy và đêm Chủ nhật, cũng khai mạc vào lúc 20 giờ. Xin mời tất cả quý vị các bạn hãy đến với chúng tôi trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 3.